Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay thì em làm cái bài tập 3 mà thầy giao, đó là điều khiển cho hệ thống điều khiển PIC 16857 đường nối với hai con led sử dụng 3 nút thường hợp up down start. Nhấn up thì tăng, ban đầu thì hiển thị số nó 05, nhấn up thì tăng 1, nhấn down giảm 2, up down thì nó chạy trong từ 5 đến 15. Khi mà nhấn start thì nó sẽ đếm ngược về 0 và trở lại cái số bắt đầu mà nó bắt đầu đếm. Thì cái phần thiết kế phần cứng, đây là phần thiết kế phần cứng thì em thiết kế sẵn rồi. Up đây, down, start, kết nối với lại chân B của B0, B1, B2 và đầu ra em kết nối với chân C và chân D. Chân C sẽ là mạng hàng chục và chân D sẽ là hàng đơn vị. Tiếp đến là viết code. Vẽ lưu đồ. Vẽ lưu đồ thì đây có em vẽ đây lưu đồ. Đây là lưu đồ chính. Lưu đồ chính thì start bắt đầu, và khi mà bắt đầu chúng ta sẽ cho y bằng 5 luôn. Để nạp cái pin y, chúng ta sẽ nạp y input nhập dữ liệu là y bằng 5, và đến một cái chương trình con là chương trình up rồi down then start kết thúc. Thì đối với chương trình up thì chương trình up nó sẽ vì up và down chạy trong khoảng từ 5 đến 15 thì y nó sẽ phải nhỏ hơn 15, tại vì y mà bằng 15 mà nhấn up vẫn thực hiện được thì nó sẽ nhảy lên 16, cho nên y phải nhỏ 15, 14 thì ấn up nó sẽ lên 15, thì nó sẽ giới hạn trong từ 5 đến 15 thôi, và y lớn bằng 5 thì dễ rồi. Thì khi nhấn up thì nó sẽ tăng 1 kết thúc. Còn đối với vùng up down, đối với chương trình down thì y sẽ phải lớn bằng 7, tại vì khi mà y nhỏ hơn 7 ấn trừ 2 nó sẽ nhỏ hơn 5, sẽ không đúng được 7, thì ấn down thì nó sẽ trừ 2 để kết thúc. Còn start nhấn nút start thì em sẽ khai báo thêm một cái biến tạm nữa, tạm bằng y và một biến z. Khi nhấn start thì nếu mà z, cái z này là cái biến là để cho cái vòng lập for nó chạy, cái vòng lập for này nó chạy đây, for này. Vòng lập for, cái z để một cái biến vòng lập for nó chạy, thì ví dụ y mà bằng 5 thì cái vòng lập for này nó sẽ chạy y bằng 5 thì nó trừ đi 5 lần nó sẽ bằng 0 đúng không? Thì cái z này nó sẽ tăng được cái 5 đơn vị, 5 đơn vị mà tạm lại bằng y, tạm bằng 5 này, tầng y là bằng 5, thì z bằng 0, đến khi mà 5 lần thì nó chạy 5 lần thì z nó bằng 5, nó bằng tạm, nó bằng tạm rồi, khi cái vòng lập for nó sẽ thoát vòng lập for này, thì cái y này nó sẽ trở về cái biến tạm. Em delay 200 ms để chúng ta có thể thấy. Đấy là cái biến z, tác dụng biến z. Thì khi mà z sai thì cho y bằng tạm, còn khi đúng thì nó sẽ chạy này. Z sau mỗi lần chạy thì z nó sẽ cộng tăng thêm một đơn vị, z trừ y thì bằng y trừ một, đếm ngược y bằng y trừ một và kết thúc. Còn đây chúng ta sẽ xem cái code sử dụng phần đan 57 này. Và cái này là cái mã của cái led 7 đoạn. Mã của cái led 7 đoạn 0 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9. Mình đã sử dụng 9 không? Đấy, khi ban đầu vào chúng ta cho y bằng 5 luôn. Và cái lệnh void up thì y lớn bằng 5, y nhỏ 15 như em vừa giải thích, để cho nó chạy trong vòng từ 5 đến 15 thôi. Thì sử dụng if và delay while này dùng để chống dội, thì khi mà chống dội trong vòng 10 ms đầu tiên thôi. Thì khi mà ấn sử dụng cái while này là khi mình ấn nút mình chưa thả ra thì cái lệnh up này nó sẽ chưa thực hiện, khi mình thả cái nút ra thì cái lệnh up này thì cái lệnh này mới thực hiện, thì nó sẽ tăng thêm một đơn vị. Phần down cũng tương tự vậy, down y lớn bằng 7, và
cái này cũng vậy, khi mà mình nhấn mình thả ra thì nó mới sẽ thực hiện được lệnh y trừ y thì bằng y trừ hai, giảm đi hai đơn vị. Còn đến lệnh start thì khai báo biến tạm và biến z, biến tạm thì bằng biến y. Ví dụ mà y bằng 5 chẳng hạn, y bằng 6 đi, y bằng 6 thế là chúng ta sẽ lắp cái chân b2, cái này là chống trộn như em vừa nói, tương tự hai con trên. Đây cái này cái biến gì, ví dụ y y bằng, lúc này là y đang bằng 6 chẳng hạn, thì tạm nó cũng sẽ bằng 6. Tạm bằng 6 thì ví dụ cái này nó sẽ chạy dần chạy dần thì y trừ trừ này nó sẽ giảm một đơn vị, thì nghĩa là nó bằng 6 thì nó sẽ phải chạy hết 6 vòng để y bằng 0. Mà khi về y bằng 0 nghĩa là chạy 6 lần thì con z này nó cũng sẽ chạy 6 lần, nó nhảy lên 6 lần, z cộng cộng nó lên được 6 lần. Thì lúc đó z sẽ bằng cái biến tạm ban đầu này, cái bằng 6 đó. Thì nó sẽ thoát cái vòng lập for này. Em delay 200 giây để chúng ta có thể nhìn thấy. À, thoát cái vòng lập for thì y nó sẽ bằng cái biến tạm vừa nãy, nghĩa là y nó sẽ bằng 6 để trở về cái biến vừa ấn. Và đây là chính chân ra và chân CD, chân ra, chân vào, chân B, đây, up down. Chân C nó sẽ là chân C nó sẽ là hàng chục, còn chân D nó sẽ là hàng đơn vị. Đây là mạch, em sẽ chạy mạch thử. Ví dụ chúng ta đang nó đang là 7 này, chúng ta khi mà khởi động bật điện lên, đây chúng ta bật điện đó, nó sẽ về 5. Khi nhân áp giữ nguyên thì nó chưa chạy, nó chưa có hoạt động. Thả ra và nó sẽ lên 6, 7, 8, down, 6. Đây, nó nhỏ hơn 7, 6 nó nhỏ hơn 7 rồi, xem nó có sẽ xuống 4 nha. Nó sẽ không xuống 4, rồi khi nó bằng 7, xuống 5 và nó sẽ không xuống được nữa. Thì tương tự up cũng vậy, cho nó lên đến 14, 15 đó, nó cũng sẽ không thể lên tiếp được nữa. Lệnh start 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0 đó, và nó sẽ trở về 11. Vậy là em đã hoàn thành bài tập một thời gian. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.